Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 176 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 799 Lùi hay không? Quân vũ ý, mặt đỏ tía tai, thở phi phò cắn chặt răng. Cái thằng nhóc này, tiểu tử nhà ngươi, thật sự là muốn ăn đòn sao? Quân mặt tà cười ha hả, tam thúc Thẩm thẩm mắt của con hiện đang làm cái gì? Chắc chắn không thể cả ngày ở cùng một chỗ với thúc rồi. Quân vô ý lộ ra ô nhu trong mắt. Nàng hiện giờ còn không có quan tâm đến ta, đang dùng hết tâm trí để mà chăm lo cho các cô nhi kia, mời danh y từ xa tới, còn nói với ta tính toán xây một cái nơi thật là to, tập trung toàn bộ những cái đứa bé lưu lạc từ khắp nơi về, thu xếp cho bọn chúng, bất kể có là thế nào thì cũng là trẻ con cần được đối xử bình đẳng. Quân mặt tà thở nhẹ ra, nàng là một người thật tốt. Rồi có một ý nghĩ lẻ lên nói luôn. Nhưng mà tạm thúc, có một việc các cần phải chuẩn bị, sau này sẽ tiến hành, đó là chúng ta cần phải chuyển nhà, rời khỏi thiên hương thành. Quân dù ý giật mình. Hả? Vì sao? Sao mình lại rời đi? Đi tới chỗ nào chứ? Có cần thiết không vậy? Tất nhiên, rất cần. Chúng ta nhanh chóng dọn tới thiên phạt xâm lâm. Quân mặt tà hít sâu một hơi. Còn hôm nay tới đây chính là muốn bàn giấy thúc cái chuyện này. Quân vô ý sắc mặt trầm trọng. Tam đại thánh địa sao? Đúng vậy, chỉ có chỗ đó mới có thể an toàn thôi. Quân mặt tà hít một hơi thật sâu, hai chân mày nhíu chặt. Trước đây, tam đại thánh địa ở Tuyết Sơn đã bỏ ra chính vị tôn giả có 600 cao thủ mà lần này ở thiên hương cả chín vị thánh giả đều đã không có ai trở về thu hận lần này quả là rất lớn không còn con đường sống nào mà con lúc này chỉ có thể bảo vệ bản thân của mình thôi không có khả năng bảo vệ cả gia tộc đâu nếu như tam đại thánh địa tới chỉ sợ là vẫn giữ tác phong làm việc như cũ không hề khác trước đây Trước đây dù rằng nghiêm trọng nhưng mà không giống như bây giờ là không thể giảng hồi lần này thiệt hại lớn như vậy sau này nếu có hành động gì thì sẽ không còn coi thường chúng ta lúc đó nếu mà người không chết thì là ta dông quân gia thương dông sẽ là vô số kể rồi quân mặt tà bất đắc dĩ nói vậy nên lần này muốn tránh thương dông chỉ còn một cách duy nhất là phải lùi một bước đi vào thiên phạt xâm lâm thực thể cũng chỉ có chỗ này mới có thể cho ta được yên tĩnh Nói thật đúng như vậy thì không chỉ của chúng ta phải rút lui mà cả độc cô gia, đoan mộc gia, tư không gia và đông phương gia cũng phải lùi lại sao? Quân vô ý quả quyết. Tam đại thánh địa dù không đụng được đến quân gia, những cái nhà này sẽ là đối tượng để mà trả thù của họ. Nếu như họ xảy ra chuyện, chú cháu ta làm sao mà yên lòng được? Quân mặt tà thở dài, tam thúc đã không còn kịp rồi, lần này chỉ có thể di chuyển những nhân vật trọng yếu tới thiên phạt xâm lâm. Chỉ cần bọn họ đi rồi, dựa theo sự cao ngạo của Tam Đại Thánh Địa, cho dù không quản được thì cũng sẽ không ra tay với người bình thường đâu. Một khi đã như vậy, ta sẽ lập tức tìm đoan mộc huynh, tư không huynh thương nghị. Quân dù ý, nói chắc như đinh đóng cột. Mạc tà, chuyện an bài với quyền thú giao cho ngươi, chuyện này không thể chậm trễ, nếu như đã quyết định bỏ chạy vậy thì phải làm ngay khi nói càng nhanh càng tốt chậm sẽ dễ có biến quân mặt tà cười cười tam thúc yên tâm hùng khai sơn cùng với bọn thú dương con đang bài xong xuôi rồi chỉ cần chờ cho bọn thuốc thương lượng hoàn tất thì sẽ di chuyển ngay quan trọng là nhóm đầu tiên đem tất cả nhân vật quan trọng rời đi sau khi đã tiến vào được thiên phạt xâm lâm thì nhanh chóng phát triển căn cứ chỉ có như vậy mới có thể đối đầu với tam đại thánh địa ít nhất cũng không có bị động mà đánh quân mặt tà sau khi nói xong trong lòng đã nghĩ đến dù rằng mai tuyết yên hiện giờ vẫn chưa có thể đi ra ngoài nhưng mà cũng không muốn dùng hình dạng không phải con người mà ra mặt nếu không nàng biết mình đến khu vực của thiên phạt xâm lâm tất nhiên vẫn sẽ thật là cao hứng quân du ý gật đầu việc không nên chậm trễ ngay bây giờ ta sẽ bắt tay vào an bài. Vừa nói xong, động đậy thân hình, nhón một cái đã mất dạng. Quân Tam Gia là một người hiểu chuyện, hắn rõ ràng nhận thức được hiện giờ chính xác là thời kỳ phi thường nguy hiểm. Nói không chừng địch thủ mạnh mẽ, không thể đối đầu đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi đã quyết định rút lui thì phải thật mạnh mẽ mà rút, không thể trì quản bất kỳ thời khắc nào. Trong lúc này trên tháp cao kia chỉ còn lại một mình quân mặt tà. Triêu đùa quân du ý một lúc thì lại gợi lên suy nghĩ trong lòng của hắn. Đã 18 tuổi rồi, trước mắt cũng đã phải đối mặt với chuyện thành gia lập thất. Hiện giờ trong lòng quân mặt tà có một chút mâu thuẫn, chỉ cần là đàn ông khi mà nhìn thấy mỹ nữ sẽ có suy nghĩ dẫn dơ, quân mặt tà cũng không ngoại lệ. Huống chi bây giờ tinh thần và thể xác của hắn đã thuộc về Quảng Thanh Hằng, có đính hôn cùng với đọc cô tiểu nghệ do hai lão gia tử ở nhà làm chủ. Quản thanh hằng, ôn nhu, quật cường, thanh khiết, lạnh lùng khiến cho người kính nể, dung mạo như tiên giáng trần. Đọc cô tiểu nghệ hoạt bát ngây thơ, linh hoạt xinh xắn, dung mạo lại là giữa dạng người khó tìm. Nhưng hắn cũng kinh ngạc nhận ra rằng, trong suốt thời gian này, hắn không hề nhớ tới các nàng, lại đem toàn bộ tâm ý đặt trên người của Mai Tước Yên quân mặt tà cũng biết đối với quản thanh hằng và độc cô tiểu nghệ mà nói rõ ràng không công bằng quản thanh hằng đã vì quân gia ra sức bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy như vậy rõ như ban ngày rồi nàng đã vì quân gia không tiếc tính mạng của mình không phải chỉ có một lần trước đây vì cứu tính mạng của mình không tiếc hy sinh sự trong sạch của bản thân đối với một người con gái như vậy quân mặt tà sao lại không động lòng không quý trọng nhưng trong một người lúc nào cũng có mâu thuẫn. Quân Mạc Tà biết rõ hai nữ tử này chắc chắn cả đời sẽ không lìa xa mình. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn ái náy. Bất kể là đối với Mai Tuyết Yên, Quảng Thanh Hằng hay là đọc cô Tiểu Nghệ cũng đều như vậy. Quân Mạc Tà đối với Mai Tuyết Yên yêu là yêu, đối với Quảng Thanh Hằng, đối với Quảng Thanh Hằng hận thương và trách nhiệm. Đọc cô Tiểu Nghệ vừa thích vừa tiếc nuối dù là thế nào cũng không ổn. Lý do còn có một căn bệnh chung của đàn ông, rất rất là khó nói. Không thể phủ nhận một chuyện, cho dù là Quảng Thanh Hằng hay là độc cô Tiểu Nghệ rời xa hắn, hắn cũng đều sẽ không có tiếp nhận nổi, sẽ phát cùng lên, sẽ đau lòng. Nhưng mà một khi Mai Tuyết Yên rời xa hắn, sẽ khiến cho hắn lòng tan nát hoàn toàn, mất đi lý trí. Đàn ông ơi là đàn ông, ta cũng không thể trở thành một người ngoại lễ sao? Nghĩ đến đây, quân mặt tà từ từ bước xuống tháp, lòng rối như tơ giò, không còn cách nào làm rõ được. Trong đời tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Đây là lần đầu tiên. Đợi đến lúc quân mặt tà bước vào đại sảnh nghị sự, quân du ý triệu tập tất cả mọi người tới đang bàn luận. Ưng ừ Bắc không, Phong quyển Dân, vốn là hai gã giang hồ lãng tử, bốn biển là nhà, đối với chuyện của quân gia dọn đi đâu không để ý. Chân chính làm cho quân mặt tà bất ngờ chính là ý muốn của ba thế gia Đông Phương Gia, Đoan Mộc Gia, Tư Không Gia. Đông Phương dấn tình đối với chuyện dời cả tộc vào trong thiên phạt xâm lâm, phản ứng rất kiên quyết. Tam đệ, chuyện này theo ý người không ổn lắm. Quân gia trước mắt chính là siêu cấp thế gia đứng đầu, nhưng mà nhân thủ thừa thớt, chỉ cần nói dời vào thiên phạt xâm lâm liền dời vào đồng phương thế gia bọn ta vất giả lắm mới trừ bỏ lời thề đang muốn tranh thử lúc này tái hiện nguy hoàng ngày trước sao lại tự dưng chui rút đầu vào cái thiên phạt xâm lắm không nói đã lui nơi đó thế nào cũng là lãnh địa của quyền thú thiên phạt chúng tôi có thể cùng thú dương kết giao nhưng mà khiến đồng phương gia của chúng tôi từ nay về sau núp dưới mái của thiên phạt đó là một chuyện không thể nào suy xét kỹ lại dù là tam đại thánh địa có cường quán với quân gia, không nhân nhượng được sống, nhưng mà không hề có ân quán trực tiếp với đông phương thế gia. Mạc vô đạo, dù cho lòng dạ hẹp hòi, hắn cũng có thể coi như là cao nhân một đời, không lý nào dẫn chó đánh mèo mà rút xuống một thế gia thế tục. Vì vậy, đông phương thế gia của chúng tôi quyết không rút lui. Đông phương dẫn đào, đông phương dẫn kiếm cũng mang theo ý tứ này. Loại ngoài dự kiến của quân mặt là là tư không ám dạ và đoan mộc siêu phàm cũng cùng chung ý kiến. Quân già đứng mũi chịu sào muốn rút lui cũng không có gì sai. Nhưng mà hai nhà chúng tôi không cần phải đi chứ. Dù sao thì tam đại thánh địa cũng là thế lực lộ mặt. Nếu như giận lây sang thế gia thế tục như vậy thì bọn họ cũng không tránh được đàm tiếu. Họ đâu có được lợi gì. Vậy cho nên án binh bất động giận hơn. Nhưng mà đối với mặt tà chúng tôi cũng có lời này nếu như quân gia rút lui thì sẽ chịu sự trả thù thảm thiết của tam đại thánh địa mọi người người nhà của chúng ta bình an hay không là do tay của mình nắm giữ sao lại có thể gửi hy vọng vào thiện tâm của tam đại thánh địa lựa chọn như vậy chẳng khác gì đem sinh tử tồn vong của các gia tộc mình giao vào tay của người khác đó là một quyết định không chắc chắn mong mọi người suy nghĩ lại đi quân mặt tà vừa nghe kết quả thương nghị nhíu mày chương 800, hôm nay ân quán kết thúc. Việc này không cần bà cãi nữa. Đông Phương dấn tình, nổi giận không vui. Cơ nghiệp ngàn năm cùng với thanh danh Đông Phương Thế Gia, chúng ta không thể dứt bỏ được. Cho dù là chết, cũng không bỏ được. Nhật xuất Đông Phương, mình ta bất bại. Chúng ta đang muốn nguy hoàng. Nếu như co trục cổ vào thiên phạt xâm lâm, núp dưới bóng dây cánh của chúng thú, thì còn nói gì đến phục hưng đông phương thế gia đã tới mức này có thể nói hết lời nếu còn miễn cưỡng hòa giải vậy thực sự muốn xé rách da mặt rồi quân mặt là hết cách đành phân phó cho mọi người lưu tâm cảnh giác sau đó tận lực cho họ một số đan dược liệu thương lại an bài nhiều truyền tấn lệnh cũng đã dùng thuộc hạ của thiên phạt xâm lâm ưng dương tùy thời thông báo tin tức hai bên dạng nhất có biến cũng có thể chi diện Ngày thứ hai, đám người đông phương Chấn tình đoạn mọc siêu phạm, rời khỏi thiên hương, dỗ giả trở về gia tộc của mình. Việc thương nghị của quân chiến thiên lão gia tử với độc cô tung hoành lão gia tử cũng đổ sông đổ biển. Độc cô lão gia tử đang uống rượu, nghe thấy quân lão gia tử mang tới cái tin tức này, không khỏi ngây người nửa ngày, rồi mới dậy tay nói. Các người đi đi, ta không có đi đâu, độc cô thế gia cũng không đi quân chiến thiên đã quen lão cả đời rồi sao có thể không hiểu được ý nghĩ của lão không có khuyên nữa thở dài một tiếng trầm mặt đứng dậy rời đi độc cô tung hoành im lặng nhìn theo bóng lưng của lão lúc quân chiến thiên vừa ra khỏi cửa đột nhiên hạ giọng nói một câu nói thằng cháu của người chiếu cố cho tốt cháu gái của ta nó là bảo bối của độc cô thế gia nếu bạc đại nó thì coi chừng lão phu làm thịt đo quân chiến thiên lặng lẽ đứng lại một lúc lâu rồi mới thở dài một tiếng nhấc bước mà đi chỉ lưu lại một câu bạch tính thiên hương giao lại cho ngươi vậy độc cô tung hoành nhìn lão đi xa đột nhiên ngẩng cổ uống một bát rượu lớn vào trong bụng lẩm bẩm lão quân vẫn là lão hiểu ta độc cô tung hoành từ trước đến nay không phải là người đam mê quyền thế mấy cái tên tiểu tử từ trong nhà cũng không phải là loại thích dùng âm mưu. Nhưng mà hai phương đại quân, thiên hương quốc chủ, thiên hương 60 năm, thiên hương quốc, không phải chỉ có mỗi hoàng đế mà còn có mấy trăm triệu lê dân bách tính nữa. Quân gia nhà của các người khẳng định là phải đi rồi, nhưng mà nếu đọc cô gia cũng phải dọn đi thì bọn họ làm sao đây? Lão Phu sao có thể nhẫn tâm nhìn sinh linh đồ tháng chứ? chính tên hán tử của độc cô thế gia nhà chúng ta còn phải vì mấy trăm triệu sinh linh này mà chống đỡ một phiến sơn hà rồi. Còn về phía hoàng gia, lão phu đã bao giờ đặt vinh hoa phú quý của hoàng gia vào trong mắt đâu. Nói một câu, uống một ngụm rượu lớn, sau khi mà nói hết, độc cô tung hoành nằm lên trên bàn, bát rượu rơi loãng soạn xuống đất, dở dụng, ông ta lại đang lẩm bẩm anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền lúc nước sôi lửa bỏng thế này anh hùng hào kiệt đọc cô thế gia có thể lùi bước sao chỉ có tiến lên tiến lên thôi quân chiến Thiền. nhìn lại căn nhà nơi này rõ ràng lưu lại vô số tâm huyết vô số tiếc núi của mình nhưng mà nói tới việc rời khỏi lại khiến cho lòng mình đau đến thế anh hùng bạch chiến khinh sinh tử, tráng sĩ nhất sinh mạc hồi đầu, thiết mã băng hà trường phong đoạn, kỷ hồi hồn mộng, đau quý trụ. Quân chiến thiện, cơ hồ nghẹn ngào, đọc ra mấy câu thơ. Thơ này là khi chinh chiến xa trường năm đó, thường là cùng với các huynh đệ vừa lao vết máu trên đào, vừa cao giọng ngâm nga. Hiện tại còn mấy ai nhớ được chứ? Các huynh đệ, ta thật sự là phải đi rồi. Rời khỏi cái nơi anh hùng của các ngươi an nghỉ Nếu như các ngươi nhớ đến ta Mong được gặp lại trong mộng Một lão nhân dứng dậy như vậy Nhi tử chết rồi lão không khóc Tôn tử chết rồi lão cũng không khóc Nhưng mà hôm nay lại không tự giác mà rơi lệ Bởi vì lão phải rời khỏi cái nơi mà mình yêu quý Cũng là nơi lão đã dành tâm huyết cả một đời Nhưng hôm nay lão không có vô tình Cũng không phải là vô tình bởi vì nếu đảo kiên trì, quân du ý và quân mặt tà cũng nhất định không đi. Như vậy quân gia thật sự xong rồi. Con trai, cháu trai vì cái nơi này đã phải ra đi bốn người, chả lẽ còn lại hai người cũng phải chung thay ở đây sao? Không thể nào, tuyệt không thể nào, cho nên lão nhất định phải đi. Quân mặt tà một thân đồ đen chậm rãi đi trên đại nhai tiêu điệu, hướng tới nơi có tiếng hò hét mà túc tắt đi bước đi chậm rãi nhưng mà mỗi một bước đều nhào tâm tấp hắn đi đường rất để tâm thậm chí rất trịnh trọng bởi vì cuối con đường cũng chính là nơi kết thúc tất cả nợ máu của bạch y quân sói quân vô hối nỗi đau của thiết quyết chiến thần quân vô mộng sinh mệnh của hai ca ca mặc ưu mặc sầu giấc ngủ 10 năm của mẫu thân đều phải hướng tới cái tên đầu xó mà đòi lại cả vốn lẫn lời hôm nay quân gia dĩ nhiên quyết định rời khỏi đây. Vậy thì quân mặt bà quyết định không làm ba cái việc đêm dài lắm mộng, vô luận là thế nào. Hôm nay ân quán phải chấm dứt. Nhị hoàng tử quả thật rất hợp tác. Lý Du Nhiên cũng nhanh nhẹn, không ngờ có thể trong một thời gian ngắn như vậy thuận lợi giải quyết một tên. Lại còn làm nên một giữa kịch phong ba to lớn cỡ này. Như vậy, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chớp ngày hoàng đạo, mà một mạch giải quyết ân mới nợ cũ luôn đi. Ân ân quán quán sẽ kết thúc trong hôm nay. Có ta hậu nhân duy nhất của quân gia ra tay đòi nợ. Từ giờ về sau, quân gia không còn tiếc nuối cái gì nữa. Đời đời kiếp kiếp không còn nữa. Trên con đường lớn, dù số dân phòng đã bị đạp đổ, con đường trước kia phồn hoa náo nhiệt, dân cư đông đúc này đã biến thành nơi giao chiến giữa hai phe. Tại cái nơi không lớn này, không ngờ lại có gần 3-4 dạng người đang hò hét, giết chóc, máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Không ngờ có người thụ thương mà ngã xuống hoặc là trực tiếp chết hoàng chết uổng. Một khắc trước còn đang kêu gạo, một khắc sau đã biến thành một cái xác không hồn. Bên phe của hoàng đế, hoàng đế thiên hương hôm nay có thể nói là oai phong vô cùng. Một thân giáp vàng, ngàn nhiên ngồi trên một con chiến mã trắng như tuyết, tay cầm thanh phong tam xích, mà chỉ huy ngự giá thần chinh. Sau lưng của ông ta chính là tam hoàng tử Dương Hiệp, mặt mày hăng hái hùng dũng, không hề sợ chết. Đối diện với bọn chúng, ở phía xa xa, nhị hoàng tử có mắt đỏ lên, ngồi trên lưng ngựa giống như là một con lừa đang đi đi lại lại. Giết, giết cho bản dương, giết hai cái tên chó má kia, bản dương nhất định trọng thưởng, đợi cho bản dương đăng cơ, các ngươi đều là khai quốc công thần, vinh hòa phú quý Quan cao lộc hậu dễ như trở bàn tay, trên tường phủ của nhị hoàng tử không ngờ lại có một cái ghế lơ lửng dùng dây thừng buộc vào hai đại thụ hai bên, cách mặt đất mười mấy trượng, ngồi bên trên chính là đại công tử Lý Du Nhiên, một thân bạch y, tay cầm quạt lòng, nói chuyện tự nhiên, vẻ mặt thoải mái. Ánh mắt của Lý Du Nhiên nhạy bén quan sát chiến cục, rất chi là bình tĩnh, quạt lông trong tay phe phẩy cờ lệnh trên tay trái dung lên. Mà cái bên phe của nhị hoàng tử lập tức có tiếng kèn lệnh, trận thế cũng theo đó biến quá không ngực. Quân mặt tà mỉm cười nhìn cái màn này, bỗng nhiên phát hiện binh lực của nhị hoàng tử đúng là đang ở trong tình thế xấu. Binh lực của nhị hoàng tử đúng là đang ở trong tình thế xấu, nhưng mà dưới sự chỉ huy của Lý Du Nhiên, trận hình biến ảo không ngừng. Cả chiến trường hình thành một cái cối xây thịt, Hai bên đều có tử thương nhưng mà phe của hoàng đế lại tử thương nhiều hơn. Lấy ít đánh nhiều, lấy tiểu đánh đại chưa hẳn là không có cơ đánh trả. Quân mặt tà thậm chí có thể khẳng định cục diện quỷ dị thế này chắc là do Lý Du Nhiên đã gắng sức tạo ra. Đúng lúc này trong chiến trường một trận hò hét giống như là biển động mà gian lên. Quân mặt tà hờ hững ngẩng lên nhìn lại là hoàng đế bệ hạ cũng cầm trường kiếm cưỡi ngựa phi vào chiến trường đám ngự tiền thị vệ sau lưng quán sợ hắn xảy ra sơ xuất dỗ vàng, lao theo hoàng đế đã ngự giá thân chinh hơn nữa còn là thân lâm chiến trường việc này đối với sĩ khí có sự cổ vũ cường đại không thể ngờ ngự lâm quân một phương cơ hồ đều dằn mắt không cần mạng sống mà xông lên cái đám hộ vệ cho ta hoàng tử thấy bên mình đã chiếm thế thượng phong bên nhị hoàng tử bắt đầu từ từ bại lui cũng lập tức lấy lại tinh thần sinh long hoạt hổ hét lớn lên một tiếng bệ hạ quy vũ thái tử điện hạ quy vũ quân ta tất thắng nhưng mà mọi người không ngờ tới đám người của vị thái tử điện hạ này đánh trống trợ quy cho phụ hoàng hắn là bởi vì hoàng đế cũng xung trận rồi tự mình là thái tử không xông lên cũng không được nhưng mà xong trận á, thì cái vị thái tử quy vũ này lại quá sợ chết. Cho nên nghĩ ra một chiêu này. Chiến trường ở phía trước chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Sông phương đều chiên trống ầm ầm, cờ sĩ tung bay, núi người biển người. Tam hoàng tử Dương Hiệp cũng chính là đương kim thái tử điện hạ. Đột nhiên cầm dù trống ném đi, nhiệt quyết bừng bừng đứng lên. Dương cổ như con gà, hướng trời hét lớn. Tiếng hét đó đạp núi xuyên mây, quả nhiên là sĩ giọng nhãn, ngưỡng thiên trường tiếu, tráng hoài kích liệt, ngửa mặt lên trời hét lớn, ý chí sụp sôi. Hắn vừa hét xong, đột nhiên bước dài, dùng khí độ lẫm liệt, coi như là coi thường sống chết, đi tới chiến mã của mình. Bước đi mạnh mẽ, kiên quyết, âm vàng có lực, sống lưng thẳng tắp cặp chân dòng kiền, cổ hết sức đi thẳng. Rất có phong độ và khí khái anh hùng của thái tử một nước nói tới sự xuất hiện của tiểu kê kê này cũng có một chút lai lịch tam hoàng tử dương hiệt chữ hiệt ở trong đó dường như do quân đại thiếu làm ra vẽ không biết mà kể cả có biết thì cũng chả sao đã gọi quen miệng là cát cát đồng âm với từ kê kê lúc này ẩn thân thi triển nhiếp hồn đại pháp nhưng mà lời nói lại theo thói quen của mình mà thốt ra cứ thế trở thành tiểu kê kê của người tới đây dường như là quân đại thiếu vô văn hóa lại liên lụy tới vị thiên hương tân nhậm thái tử này. Trước công chúng, tại chiến trường đẫm máu mà lại có thể làm ra cái trò cười này. Quân đại thiếu trong lòng rất xấu hổ, nhưng mà thái tử điện hạ rõ ràng hét hai chữ cát cát. Ai nghe ra cái từ khác thì chỉ có thể trách là ý nghĩa của chúng quá đèn tối mà thôi. Bản thiếu gia hạ tất phải quá ấy nấy trong lòng chưa? Nói thì chậm mà lại rất nhanh khi mà mọi người quay vào thành một vòng tròn, Thái tử Điện Hạ vừa rồi thúc ngựa, mặt tươi như hoa, xông thẳng vào thiên quân dạng mã, một đường chạy thẳng tới hướng Phụ Hoàng, miệng giận hét lớn. Phủ Hoàng, tiểu cát các người đã tới đây. Nhất thời gian, hai bên giao chiến đều trợn mắt lên mà nhìn, có người kinh hoàng dơ kiếm quên cả chém xuống, chỉ là ngẩng đầu, nhìn thấy cái vị Thái tử đang cưỡi ngựa xung phong này, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó bên nhị hoàng tử tỉnh ngộ lại đầu tiên, theo đó mà cười lớn, ai ai cũng ôm bụng cười đến chạy cả nước mắt. Quốc chủ bệ hạ quá ra ngày ra ngoài đánh trận sợ làm tổn thương cái thằng cu để nó ở nhà. Bệ hạ quá là nhìn xa trong rộng, chúng thần bội phục sát đất rồi. Thiên hương quốc chủ có một vị quốc quân cẩn thận cỡ như bệ hạ, sao còn lo đại sự không thành đấy? Mọi người đều là nam nhân, chúng ta cũng hiểu cách làm của ngài. Ô trời ơi! Khắp nơi gian giọng tiếng cười không thể phân biệt địch ta. Hoàng đế bệ hạ tức tới xanh mặt, có lòng phát tác. Nhưng mà lúc này có thể phát tác với ai? Phát tác với đối phương, ai để ý tới ngươi? Phát tác với người của mình, chả phải làm nguội lạnh lòng chiến sĩ sao? Hết cách, tay chân run rẩy mà Nghiệt chướng, nói nhăn nói cụi cái gì vậy? Thái từ Điền Hạ Dương hiệp khí thế hiền ngang xong tới, nhưng bị mắng té tát, không khỏi mặt mày kinh ngạc và quỷ Quốc nói, Phụ hoàng là con đây, là tiểu cát cát của người đây, con tới trợ chiến cho người, người tại sao mà mắng con chứ, con là tiểu kê kê mà, người không cần con nữa à. Quân mặt tà, mặc dù đang ẩn thần, cũng cười tới mức quặn ruột luôn, nhưng mà làm trò tới mức này đã cơ bản không sai biệt lắm, có thể hạ màn được rồi, thân thức chỉ một cái trong não của vị thái tử điện hạ này thái tử điện hạ đột nhiên lòng đầy căm phẫn gầm lên dương đảng tới đây chịu chết cho bố mày đi quả là hổ báo trực tiếp biến thành bố của nhị ca hắn rồi hoàng đế bệ hạ lập tức ức cho tới qua mắt dán đầu nhưng mà còn chưa kịp mắng chửi đã thấy cái vị thái tử dương hiệt gầm thét như sóng rền miệng tiếp tục chửi gà mắng chó thúc ngựa chạy tới như là một chỗ không người. Ngựa phi thân một cái, nhảy vào chuồng ngựa, rồi chạy như bay tới chỗ của nhị hoàng tử. Nhân mã bên địch, phàm là gặp phải hắn hoặc trắng trước mặt, đều bị thua xiển liễn mà lui ra. Giống như một con thuyền lớn lướt qua cái mặt hồ êm đềm, sóng to gió lớn, cứ thế mà tạo ra một con đường rộng thênh thang. Dĩ nhiên, phong thái muốn lấy đầu tướng địch trong thiên quân dạng mã rồi. Wow! Thái tử Điện hạ Ngụy Vũ bên này có tiếng hò hét đứt hơi khản tiếng như là rắm ngựa vang lên. Tiếng hò hét còn chưa dứt, Thái tử Điện hạ Dương Hiệt đã thế như trẻ tre xông tới trước mặt của nhị hoàng tử, chiến mã hí dài một tiếng rồi đứng thẳng lên cứ như là thiên thần giáng thế. Chương 802: Thảm kịch nhân gian. Không ngờ đúng lúc này dị biến phát sinh, thiên hương Thái tử Điện hạ vừa rồi còn anh vũ như là thiên thần giáng trần đột nhiên chuyển đầu nhìn chung quanh thần tình kinh hoàng dị thường cái bộ dạng như vừa tỉnh mộng vậy đột nhiên khóc lớn nước mắt ròng ròng ô trợ trời, trời sao sao con lại ở chỗ này đừng đừng có giết đệ nha nhị ca nhị ca thân yêu của đệ cầu xin huynh được có giết đệ đừng giết đệ nha đệ nguyện ý làm trâu ngựa cho huynh mà theo đó một tiếng phẹt cái thứ dịch lỏng màu vàng theo quần của Thái tử Điền Hạ chạy xuống. Nhị hoàng tử đột nhiên thấy hảo tam đệ của mình cưỡi ngựa phi tới, trên đường như chạy vào chỗ không người. Mình vốn muốn tránh nhưng mà không thể động đậy, trong lòng đang tuyệt vọng, đã nhắm mắt chờ chết rồi. Dù sao cũng là tam đệ của mình, đương kim Thái tử cưỡi ngựa như thế chẻ tre xong tới trước mặt. Nhị hoàng tử thậm chí chỉ kịp nghĩ trong lòng mạng ta xong rồi, lần này là chắc chết bất đắc dĩ nhắm mắt chờ chết nhưng mà đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy đào chém xuống lại nghe thấy tiếng kêu cứu của thái tử mà đối tượng cầu cứu của hắn hình như chính là mình đó chứ sao có thể như vậy sau đó nhị hoàng tử lại nghe thấy một tiếng quái dị giống như là một tên tiêu chảy lại ăn phải cái đầu hủ thúi vậy rồi lại ngửi thấy một cái mùi hôi thối dán đầu dán ốc nhị hoàng tử cuối cùng cũng đã tỉnh lại nhớ lại lúc trước bị cái thằng bỏ mẹ này làm cho sợ tới không thể động đậy luôn không khỏi nóng mặt lập tức nổi giận hét lớn như hung thần ác sát view một tiếng rút ra trường kiếm không hề do dự chém xuống đầu của thái tử điện hạ người không phải là thái tử điện hạ vừa được sắc phong sao người không phải là trâu bò lắm sao người vừa rồi không phải rất quay phong sao tự đây sao mà không trâu bò nữa người tiếp tục quay phong đi vừa điên cuồng gào thét, trường kiếm mang theo máu lại đưa lên, hung hăng đâm thẳng vào tim đệ đệ của mình. Lại rút ra, lại đâm vào, liên tục mấy chục lần như vậy, thân thể của thái tử đã triệt để biến thành tổ ong. Nhị hoàng tử hung ác hét lớn lên một tiếng, đột nhiên đá một cước, đá tung thi thể lên trời, cười đắc ý vô cùng. Thiên hương hoàng đế cũng đồng thời tỉnh lại, toàn thân run rẩy co rút, mắt mở to, mồm há hốc, dường như là không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cứ như trước mặt quán là một vở kịch cầm. Bà nhi tử, trong đó con lớn đã lên tiền, bị con thứ hai của mình đâm trước mắt của mình, ngay tại điện Kim Loan. Hôm nay tiểu nhi tử cũng chết trong tay ca ca của nó. Thảm kịch cốt nhục tương tàn, trong vòng ba ngày ngắn ngủi, phát sinh trước mặt tới hai lần. Dương Hoài Vũ, mặc dù luôn luôn bình tĩnh cơ trí, nhưng mà nói cho cùng, hắn cũng là con người. Loại quyết mặt tình thâm này, cho dù ở trong hoàng cung, vô tình cũng tồn tại. Hắn, dù sao, vẫn là một người cha. Hơn nữa lúc này, hắn là một người cha, một quân chủ cùng đường mặc lộ, một quốc dương bị chúng bạn rời xa. Đã kích như vậy, vô luận là ai cũng không thể chịu nổi. Ngự doanh một mảnh hỗn loạn, khí thế lúc trước bỗng nhiên bị mất. Nhị hoàng tử đối diện vui sướng nhìn sang, ha ha cù tiểu nói. Lão già khốn đó cuối cùng cũng không xong rồi. Mau, xông lên cho ta, vô luận là ai, chỉ cần chặt đầu lão súc sinh dương hoài vũ kia để trước mặt của trẫm trẫm phong hắn làm nhất đẳng công tước phong đất dạng khoảnh, cha truyền con nối, thêm cả miễn tử kim bài. Nhị hoàng tử hiện tại đã bắt đầu xưng hô là trẫm rồi, nhưng mệnh lệnh này vừa xuất ra, lại như là đổ dầu vào lửa hoàng đế bệ hạ đột nhiên rống vang lên một tiếng không biết tỉnh lại từ lúc nào ánh mắt như điên khóe miệng rửa máu lẫm liệt đứng trên lưng ngựa hai mắt nhìn sang vẫn uy nghiêm như cũ kiêu ngạo như xưa dưới cái quy của hắn binh sĩ chung quanh không ngờ không dám nhìn thẳng ai ai cũng lui về phía sau hai bước còn có người đao kiếm trên tay âm thầm hạ xuống tới cả nhị hoàng tử cũng không khỏi mặt mày trắng bệch. Đường lan kiếm ở trong tay rơi xuống đất, tay lại còn run run. Lúc phụ hoàng quán nhìn hắn với ánh mắt sắc như đào, không ngờ nhịn không được, ánh mắt hoảng loạn tránh đi chỗ khác. Hai chân mềm nhũng lùi lại ba bước. Dương đáng, người muốn giết trẫm sao. Dương hoài vũ từ trên lưng ngựa từ từ nhảy xuống, chắp tay đón gió đứng thẳng, ánh mắt dư ưng, hung hăng nhìn vào nhi tử của mình. Người đã giết đại ca của người, hôm nay giết tam đệ của người. Hai đứa chúng nó đều là huynh đệ máu mũ của người, ba người các ngươi đều là chung một mẹ. Chúng là tạp chúng, là súc sinh, thế ngươi là thứ gì hả? Hiện giờ ngươi là còn muốn giết trẫm giết phụ thân của chính ngươi. Ta là lão dương bác, lão súc sinh, thế còn ngươi? Trả lời mau, nhị hoàng tử môi rung rung thân thể cũng rung rẩy ánh mắt lấp lóe thân tình hoảng loạn vẻ biến thái hung ác lúc này bây giờ đi đằng nào không biết người người này là phụ hoàng của mình mà cho dù hắn có ác tâm giết chết ca ca và đệ đệ nhưng mà giới phụ thân thân sinh của mình hắn cuối cùng không thể xuống tài cũng không dám xuống tay sao dương hoài vũ hoàng đế bệ hạ sao dương đáng không thể giết người vì sao không thể ngươi nhiều hơn hắn một cái đầu hay là nhiều hơn hắn một cái mảng đấy một tiếng nói tao nhã theo gió truyền tới thanh nằm ôn hòa không nặng không nhẹ khiến cho người ta sau khi mà nghe xong có cảm giác nhiều gió xuân thổi tới cho dù đang ở trên chiến trường cũng có mấy phần khoan thai quân mặt tà cuối cùng lúc quan trọng cũng đã xuất hiện hắn một tay đạo diễn cái màn kịch này Bây giờ là lúc tối hậu rồi, nếu không xuất hiện, còn xuất hiện lúc nào? Chương 803, ân quán kết thúc. Theo câu nói này, mỗi người nhìn sang, chỉ thấy ở phía xa, mấy nghìn người đang dây chiến, tự động tách ra, tạo một con đường. Một thiếu niên áo xanh phiêu dật, chắp hai tay sau lưng, cười ôn hòa, thân tinh nhàn hạ, giống như tiếng vào qua nhiên nhà của mình. Máu tươi khắp đất, nồng đậm đặc sệt, có thể che đi mặt bàn chân của người ta. Nhưng mà thiếu niên này cả đường cứ thờ ơ mà đi, đế dạy của hắn cũng không có một giọt máu nào dính vào. Hắn nhẹ nhàng đi tới, bước đi ung dung. Nói xong, hắn đã cách dương hoài vũ dưới 10 trượng, con mắt đen trắng rõ ràng, mang theo một sự tiêu sái khác lạ, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn dị quốc quân cung đường mạc lộ, mỉm cười nói. Bệ hạ, thật là hăng hái, giữa làng ranh binh hung chiến nguy dưới đao quang kiếm ảnh trong gió tanh mưa máu tự mình dùng chính khí lẫm nhiên để mà dạy bảo đứa con không ra hồn quả là trái tim phụ mẫu rồi khiến cho người trông thấy mà thèm khiến cho người ta tán thưởng nha quả nhiên là người tài hắn hơi lắc đầu trên mặt hiện lên một vẻ cô đơn buồn vô cớ thở dài một tiếng chỉ đáng tiếc phụ thân lại không nhìn thấy cũng không thể dạy bảo phận làm con hả có thể đau lòng đứt ruột cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng nhi tử muốn quan hệ máu mủ mà không được bệ hạ mùi vị này thật sự là không sao tả nổi ngài nói có đúng không vậy ngài vừa mất hai đứa con một đứa còn lại muốn giết mình để lên ngôi sự khổ sở này của thảo dân có phải là ngài hiểu rõ đúng không hoàng đế bệ hạ lộ vẻ thống hận sâu trong con mắt mơ hồ thấy được sự sợ hãi và kiên kỵ, chùa chát nói. Quân mặt tà, thảm biến ở đây dù sao cũng là việc của hoạt thất ta, ngươi tới làm gì, ngươi có liên quan gì, lẽ nào quân gia nhà của các ngươi còn chưa làm loạn đủ hay sao? Quân mặt tà lạnh nhạt cười nói, bệ hạ nói đùa rồi, sao lại thế? Quân gia ta nào đã từng làm loạn cái gì? Mười năm trước, tại thiên quan lĩnh, quân gia đã không còn làm loạn nữa, cũng nào dám làm loạn chứ. Hắn liếc mắt, đột nhiên từ trong con mắt đen trắng rõ ràng của hắn, bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, khẩu khí nhẹ nhàng hòa quảng, nhưng mà lại áp bức kinh người, cứ hỏi từng câu từng chữ. Bệ hạ, quân vô hối năm đó, ngài có còn nhớ không? Hoàng đế bệ hạ, mặt còn đen hơn đáy nồi, bắp thịt dường như co rút lại, ánh mắt càng thêm âm trầm nói trước mặt người ngay không có nói lời giả dối người rốt cuộc là muốn nói cái gì thống khoái mà nói cho rõ đi quân mặt tà vừa đến chỗ này chút khí thế dương giả dạ của hoàng đế khó khăn lắm mới bộc lộ ra được bỗng nhiên biến mất tâm tích trước mặt quân mặt tà ngược lại có một chút khủng hoảng sợ sệt quân mặt tà cười khẽ nói bệ hạ sao còn nổi giận, thiên quy hiển hách dọa chết thảo dân rồi bệ hạ hỏi thảo dân muốn nói gì sao thật ra cũng chả có cái gì ta chỉ muốn hỏi bệ hạ nhìn thấy trưởng tử bị giết trước mặt của mình ngay tại điện kim loan trong hoàng cung nguy nga tráng lệ cái mù dị như vậy rốt cuộc nó ra làm sao hắn nhẹ nhàng cười trong mắt mơ hồ bắn ra hai đạo sắc nhọn nhưng mà người chết là hết chết cũng là chết rồi bệ hạ nếu không muốn nhắc lại thì bỏ đi nhưng mà giết trưởng tử của ngài lại chính là nhị hoàng tử do ngài thân sinh cảm tưởng rốt cuộc như thế nào đây còn hôm nay tam nhi tử của ngài bị nhị hoàng tử chém thành tương thịt mùi dĩ cỡ nào có phải rất sảng khoái không có phải là người khác khó lòng cảm nhận không còn trước mắt thấy đứa con duy nhất còn sống hướng mũi kiếm về phụ thân của nó giết vua giết cha để mà tạo nên bá nghiệp có phải đau lòng lắm không hay là vui mừng cái loại cảm thụ này khẳng định cả đời khó quên. Hoặc là bệ hạ rất khát khao cái cảm giác này bởi vì dương quốc này do ngài thống trị sắp suy tàn rồi, bản thân của ngài cũng bị bạn bè xa lánh, trở thành một người cô đơn danh phụ kỳ thực, còn có cảm ngộ nhân sinh sao? Quân mặt tà lẽ nào hết thảy đều là là do ngươi đạo diễn, người ác độc thật sự. Không dám, so với cách làm của bệ hạ ta đây chỉ có thể coi là tiểu du kiến đại du mà thôi. Toàn bộ chủ sự kiện này máu chốt nằm ở chỗ quyền lực khiến cho người ta phát điên rồ. Quân mặt tà cười nhạt tiếp tục nói, có phải cảm thấy thế sự vô thường không? Có một loại cảm thán thế sự xoay dần không? Quân mặt tà, người quá quắc lắm. Hoàng đế nghiến răng gào lên hai con mắt trừng trừng. Khuôn mặt anh Tuấn quân mặt tà lúc này đột nhiên trở nên âm sầm vô cùng, đột nhiên quát lớn. Dương đáng, ngươi còn chờ cái gì nữa, giết chết lão tập chúng trước mặt của ngươi đi, ngươi liền có thể lên ngôi hoàng đế rồi. Chỉ cần ngươi tự tay mình giết cái lão súc sinh này, hoàng dị sẽ là của ngươi, ta nói đó. Đa tạ, quân tam thiếu khen ngợi, phủ hoàng, ngàn dạng lần, đừng có trách hài nhi, chẳng ra gì, thật sự là người cũng đã hiểu rõ con rồi. Người đã cùng đường mặt lỗ rồi Coi như là thành toàn cho Hài Nhi Một lần này đi Hắn cúi xuống nhặt kiếm lên Bước dài hai bước về phía trước Mặt lộ vẻ tránh né do dự Tình phụ tử mấy chục năm nay Đang đấu tranh kịch liệt với dục vọng To lớn ở trong lòng Trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra Nhưng mà cuối cùng dục vọng điên cù Cũng chiếm thượng phong Sự dụ hoạt quân lâm thiên hạ Quy phong tứ hải của ngôi đế dương Quá thật là quá lớn Dương đáng hét lớn lên một tiếng, đột nhiên dơ bạo kiếm lên, nhắm mắt lại. Một kiếm điên cuồng chém xuống, phập một tiếng. Máu nóng phục thẳng vào mặt của nhị hoàng tử. Hắn mở mắt ra, thấy phụ hoàng của mình dùng ánh mắt đau lòng tuyệt vọng nhìn mình. Trường kiếm của nhị tử đang chém lên vai của phụ hoàng. Thuấn gian, dương đáng, toàn thân lập tức run rẩy Hoàng đế không thể nào ngờ kết thúc cuối cùng đời của mình chính là tận mắt chứng kiến ba đứa con tương tàn. Sau đó, mình lại còn bị đứa con duy nhất còn sống, tự tài đâm chết. Thời khắc này, trong lòng quán thống khổ tới cực điểm, nhị hoàng tử đã dùng lực rút thanh kiếm lên, đột nhiên toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra dục vọng quyền lực điên cuồng gào thét. Lão bất tử ngươi, vì sao mà còn chưa chết? Ngươi vì sao mà không chịu chết vậy? Mau, chết cho ta đi! hắn hét lên như điên dại rồi lại chém xuống, không hề ngừng nghỉ, trên mặt tràn ngập sự cuồng nhiệt, máu thịt không ngừng bắn lên người, nhưng mà hắn lại không cảm thấy gì. Hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt đã vô cùng thê thảm, người sớm đã chết, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn còn mang theo một sự tuyệt vọng, đau lòng mà nhìn tất cả sự việc. Thân thể của nhị hoàng tử đột nhiên rung lên, ánh mắt từ từ có một chút tiêu cự bỗng giang hai tay điên cuồng rỗng to lão đã chết rồi lão bất tử này cuối cùng cũng đã chết các ngươi đã thấy chưa các ngươi đều thấy cả chứ từ hôm nay ta chính là hoàng đế ta chính là hoàng đế không sai ngươi đã là hoàng đế rồi ta đã nói chắc chắn giữ lời tới đây ta đưa ngươi đi ngồi lên ngôi báo mà ngươi đã mộng tưởng bấy lâu nay quân mặt tà trào phúng nhìn hắn nhị hoàng tử cười điên cuồng đột nhiên dung chân chạy hướng về xa giá của hoàng đế trong xe có một chiếc lông ỷ đó là nơi hoàng đế bệ hạ ngồi nhị hoàng tử thở dốc chạy tới tay chân đồng thời trèo lên xe vừa hét lớn cút ra các ngươi không thấy sao ta là hoàng đế rồi trẩm trẩm là hoàng đế là hoàng đế quân lâm thiên hạ <laughs> cuối cùng hắn cũng trèo lên được đặt mông ngồi trên lông ỷ sờ trái bó phải cái miệng cười không ngừng tài đặt lên lông ỷ vẻ mặt điên loạn đắc ý vô cùng thế nào cảm giác ngồi trên lông ỷ có đã ghiền không một giọng mỉa mai hỏi đã ghiền là sao sao lại không đã ghiền đương nhiên là đã ghiền rồi mà 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 quá đã ghiền luôn chứ ta vì cái lông ỷ này ôm mộng tưởng hơn 30 năm wow, để đế bản tọa này ta cuối cùng cũng là hoàng đế. Nhị hoàng tử điên cuồng mà cười. Nếu đã ghiền rồi thì xuống đi. Quân mặt tà đột nhiên xuất hiện trước mặt quán. Lời hứa của ta đã được thực hiện. Long ỷ này ngươi đã được ngồi rồi. Thật sự ngồi lên rồi. Không, ta là hoàng đế. Ta muốn ngồi mãi mãi, chết không xuống. Nhị hoàng tử dằn mắt lên, nhưng mà ta chỉ hứa cho ngươi ngồi có một lần thôi, không định để cho ngươi ngồi cả đời. Quân mặt tà nhìn hắn, cút xuống. Chính lúc này, kèn lệnh ở phía xa gian lên, một thanh năm hung tráng lạ thường cất lên. Bình đẳng dương gia và thái tử xuất binh tới, dẹp tan phản loạn. Tất cả mọi người mau buông vũ khí, ai đầu hàng sẽ không bị giết. Xa bình của Lý Thái Sư đã tới cần Dương trợ giúp cho Bình Đẳng Dương thiên tuế dẹp loạn tất cả buông vũ khí. Tiếng trống, tiếng kèn, rền vàng, tiếng chân ngựa như biển gầm bốn phương tám hướng truyền tới. Bình, Bình đẳng dư, hắn tới đây làm cái gì? Lẽ nào hắn cũng muốn làm hoàng đế sao? Không được, hoàng dĩ này là của ta, là của một mình ta. Ai dám tranh với ta nhất định phải chết. Giết hắn cho ta. Hoàng đế dựa vào ngươi mà cũng dám xưng à. Nhị hoàng tử còn đang kêu gào đã bị quân mặt tà nắm cổ, nhấc lên như nhấc một con gà, thuận tài ném một cái. Nhị hoàng tử như đằng dân giá vũ bay ra ngoài hơn 3-40 trượng, rơi bịch xuống đất, máu trên mặt đất dăng lên, khóe miệng của hắn không ngừng rỉ máu. Nhị hoàng tử điện hạ vốn đã hao tổn khí huyết, thể lực không bằng như một thanh niên bình thường, lại bị quân gà thiếu gia ném cho một cái, không chết đã là may mắn lắm rồi. Người đâu bắt cái tên loạn thần tặc tử vô pháp vô thiên đồ huynh sát đệ thí quân thí phụ này dâng lên cho bình đẳng dương đi tất cả bỏ vũ khí xuống ai không nghe lệnh coi như đồng lõa giết không tha người thét câu này khiến cho mọi người cả kinh người này rõ ràng lý du nhiên đại công tử rồi người này một tay nâng đỡ cho nhị hoàng tử thành đại sự Xúi dục nhị hoàng tử giết đại hoàng tử để mà tranh giành đế vị đây rốt cuộc là cái chuyện gì sự biến hóa trước mặt đúng là quỷ dị. Bình đẳng dương thế tử, tiểu quỷ dương mạc đang ngồi trên ngựa. Mặt thấy quân mặt tà ở giữa cái đám phản quân liền lộ ra thần sắc kích động và cảm kích. Tất cả những việc này vốn không có nửa điểm khả năng. Nhưng mà chính là vị quân mặt tà này gian dảo, mạnh mẽ, quỷ diệt dương triều của thiên hương do dương hoài vũ thống trị. Càng bất ngờ chính là thành toàn cho phụ tử của mình. Quân mặt tà cười cười, hướng hắn chớp mắt, hiện tại không phải là lúc hai người nói chuyện. Lý Du Nhiên áo trắng tung bay ở xa đã ngồi xuống ghế, khí độ ung dung đi tới chỗ quân mặt tà. Quân mặt tà cười cười cũng đi tới, ân quán chấm dứt là lúc ra đi rồi. Tình hình lộn xộn ở trong chiến trường có thể nói tới cực điểm, ai cũng không thấy hoặc sẽ không lưu ý tới. Quân mặt tà và Lý Du Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất. Quý tộc đường Đại trưởng quỷ Đường Nguyên, trú của mắt đứng nhìn hai cái tên cả đời không thể đi cùng đường này mà lại đi dạo, quân mặt tà và Lý Du Nhiên. Trong lòng Đường Nguyên, hai cái tên này chỉ gần gặp mặt, không chăm chọc khiêu khích thì cũng đánh đập tàn nhẫn, hiện tại lại kề vai của nhau mà đi, giống như là bằng hữu tốt vậy, sao có thể không khiến cho đường bản tử mở rộng tầm mắt chứ. Đường Nguyên ngẫm ra nhìn hai cái tên này. Ồ, thật là không phải là mơ chứ hai người các ngươi tại sao mà lại đi cùng nhau vậy quân mặt tà nhịn không được bật cười nói sao rất kỳ quái à đường bản tử giống như phát điên có thể không kỳ quái sao hai người các ngươi tại sao mà lại đi cùng nhau lý du nhiên bật cười đường nguyên có vài việc chính mắt mình nhìn thấy chưa chắc là sự thật ví dụ như hôm nay ta có thể cùng tam thiếu đi tới quý Tập đường nhưng mà ngươi biết không, ta không hề nắm chắc có thể còn sống sót mà rời khỏi. Đường Nguyên trợn tròn mắt, thở phào một hơi dội nói, thế thì tốt, thế thì tốt. Với sự kiềm chế của Lý Du Nhiên, lúc nghe được câu nói này, không khỏi đảo cặp mắt trắng giả. Tên mập này cũng thật là không kính miệng, vừa nghe ta có nguy hiểm tới tính mạng, liền để cho ngươi cao hứng vậy sao? Quân mặt tà ở một bên, mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên một cái nói, Bàn tử, ngươi tới đây. Đường Nguyên đáp ứng một tiếng, theo sau lưng của hắn đi vào. Lý Du Nhiên ở sau cùng, mặt chỉ thấy một cặp mông nung nút thịt gần như là chiếm 2 phần 3 hành lang. Cầu thang kiều cọt kẹt, khiến cho hắn không nhịn được, lo lắng, không biết cầu thang có bị đường bàn tử làm cho sập không nữa. Sau khi ngồi xuống ghế, đường Nguyên nhìn quân mặt tà ở trên ghế chủ tọa, lại nhìn Lý Du Nhiên ngồi đối diện, gãi đầu nghi hoặc nói. Lão đại, ngươi có việc sao? Quân mặt tà thở dài. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đặt mông vào cái chỗ mềm mại liền không chịu ra. Tôn tiểu Mỹ bị ngươi bắt buộc rồi hả? Đường Nguyên lập tức hớn hở, mặt mở cũng tràn đầy sắc thái thanh xuân quát lớn. Quả là tam thiếu ngươi hiểu ta nhất. Bất quá chúng ta vốn là phu thế mà, cái việc đó không phải là hợp tình hợp lý sao? Kỳ quái lắm à? Thế ngươi phải nắm giữ một vài sự việc nghiêm chỉnh rồi dạng nhất còn không thành thân mà tiểu bằng tử đã ra đời thì hỏng việc đó ta chắc lão trưởng của ngươi cũng không có tha cho ngươi đâu đó đó là đương nhiên chỉ hai ba tháng nữa thôi ngày cũng đã chọn xong rồi đường nguyên nhượng mặt nói nhưng mà ca ca nắm chắc sẽ không có phát sinh những cái việc như vậy đâu đa tạ lão đại đã quan tâm tới lúc đó lễ vật của ngươi không thể là quá đơn giản nha đừng có thấy bên trong đó, truyền miệng gọi ta là cái gì thiên hương tài thần so với lão đại ngươi ca ca ta cũng chỉ coi như là một tên tiểu phú mà thôi ba người cùng cười lý du nhiên nhìn quân mặt tà thản nhiên nói Người phải đi sao đã quyết định rồi à quân mặt tà chưa trả lời đường nguyên nóng vội bỗng nhiên đứng lên hả đi đi đâu đi làm cái gì bao giờ về có dịp dự lễ cưới của ta có kịp về giữ lễ cưới của ta không bàn tử ngồi xuống đi tìm ngươi để mà nói việc này sao quân mặt tà dễ dễ tay hướng về lý du nhiên nói không sai bây giờ đang chuẩn bị cho nên ngươi lo lắng ngươi rất mâu thuẫn lý du nhiên tự nhiên cười lớn ngón tay khẽ gõ lên bàn nói ngươi đang suy nghĩ rốt cuộc là giết ta tốt hơn hay là giữ ta lại tốt hơn nếu giữ ta lại người lo không biết cái tên tiểu hoàng đế dương mạc kia có thể chế ngự ta hay không không sai quân mặt ta có một chút tán thưởng cười ta chính là đang suy nghĩ về việc này xác thực rất là mâu thuẫn lý du nhiên im lặng một lúc từ từ đứng lên đi tới cửa sổ thản nhiên nói mấy ngày trước ngươi đột nhiên biến mất ta đã đoán được ngươi đi báo thù cho nên ta đã lập tức an bài biến cố lần này bởi vì nếu ngươi chưa về tự nhiên cũng đồng xuôi đu lọt, nhưng mà nếu ngươi có thể trở về, như vậy có nghĩa là sáu vị thánh giả còn lại đã tán mạng trong tay của ngươi. Việc này ngươi nhất định sẽ không để lại dấu vết, nhưng một khi mà xuất hiện tình huống thế này, quân gia các ngươi không đi không được. Lý Du Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, dùng một loại khẩu khí than thở nói: "Ta không biết ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để mà giết sáu vị thánh giả, nhưng mà ngươi đã thành công rồi." cũng chính vì vậy con đường của ngươi càng lúc càng hẹp lại chỉ còn con đường cuối cùng là ở lại thiên phạt xâm lâm nếu như không nhất định sẽ phải chết nhưng mà ngươi đi khẳng định sẽ không nguyện mang theo tiếc núi mà đi cũng không cam tâm để cho toàn bộ bố trí trước kia của ngươi đổ sông đổ biển cho nên sự kiện tạo phản của nhị hoàng tử lần này liên đã xảy ra sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu đưa ra coi như lý du nhiên ta tặng ngươi một phần đại lễ trước khi đi vậy. Như vậy, theo ngươi, ta nên làm cái gì với ngươi đây? Quân mặt tà im lặng một hồi lâu mới đặt câu hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 176. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.